Các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ một bài viết trên cái tờ CoreScoop. CoreScoop đây là một tờ báo rất là lớn, chuyên về xe, và trước đây họ cũng đăng nhiều bài về VinFast. Và hôm nay họ đăng về bài viết về cái vụ cháy ở đại lý ở Trung Cộng, đại lý xe BYD, xe điện của Trung Cộng ha. Và ngày 16 tây tháng 5 năm nay, một cái đại lý ở Phúc Kiến, lúc 12 giờ rưỡi khuya, một cái đại lý của BYD nó cháy nè, cái showroom nó bị cháy, coi như là cháy chữa không kịp luôn. Mấy bạn cũng biết rồi, cái cục pin trong xe khi mà nó cháy là coi như là chịu thua ha, nó vừa cháy mà vừa nổ. Giống như cái vụ mà Pleasanton gần đây ở Cali á, khi mà cái gia đình 4 người đụng xe, xe nó lủi vào gốc cây mà bị cháy á, mà nghe nói là nó cháy 2 lần. Cháy người ta dập tắt xong rồi nó tiếp tục nó cháy nữa, cho nên là rất là nguy hiểm. Và cái vụ cháy ở đại lý ở Trung Cộng này mới đây á, là sau đó là đại diện của BYD vừa nói với thông tin là truyền thông là cháy này là do cái vụ bị chập điện trên nóc nhà ha. Mấy bạn cũng nghe quen quen. Cho nên là chưa tới 3 năm mà 10 cái vụ cháy mà trong tờ báo này là họ list ra là cái đại lý của BYD và nhiều cái hãng khác nữa mình không có biết, nhưng mà đây họ nói về BYD. Chưa tới 3 năm mà 10 cái đại lý bị cháy. Đây là sau khi nó bị cháy nè, coi như là không còn gì nữa. Cháy, chữa cháy không được, để cho nó cháy hết mới xong ha, chứ không có cái như là pin một xe cháy không nói gì. Cái này là một lúc cái chục xe cháy kiểu này là cái như là hết chữa ha, rất là nguy hiểm. Và mình nên nói là ai mà có xe điện là nếu mà đậu được ở ngoài đậu ha, đậu trong gara là tiêu, mà không phải về cái property, về cái tài sản nữa, về cái tính mạng của mình nữa, mình và gia đình ha. Đang ngủ giữa khuya, 12 giờ khuya mà xe nó cháy kiểu này là tiêu. Mình không phải là nói về xe VinFast hay là BYD nữa, tất cả những xe điện luôn, Tesla cũng vậy. Đây là những cái công nghệ mới, cho nên cái rủi ro mình lái xe này mà đậu ở nhà rất là nguy hiểm. Đó là ý kiến của mình thôi. Và đây họ nói tiếp nè, cái showroom BYD. BYD nói là họ check cái data trên xe là họ thấy là xe không có bị gì hết. Cái lỗi cháy là do cái tòa nhà. Mà cái tòa nhà gì mà chưa tới 3 năm mà 10 cái đại lý bị cháy là do cái dây điện, điện gọi là short circuit hết ha. Không. Chứ bây giờ mình thấy là họ nói là lỗi là do cái xe. Cái này là nghe quen quen ha. Và cái thông tin này, cái báo này nó lấy từ DTV gì nè. Đây là họ list ra 10 cái vụ cháy đại lý nè. Hình như là đây là họ nói về BYD thôi, còn mấy công ty khác nữa mình không biết. Họ đưa ngày nè, từ tháng 10 năm 2021 cho đến năm nay, tháng này là 10 cái vụ cháy, ghê dễ sợ. Và cái tổn thất nè là coi như là gần 700.000 đô. Nó đây là cái video quay drone ha, cháy không còn gì nữa. Xe có chục chiếc cháy không nói gì mà nó cháy luôn cái tòa nhà này, coi như là tốn biết bao nhiêu tiền rồi phải xây lại, hên là không có ai bị thiệt mạng ha, cháy giữa 12 giờ khuya. Nó cháy kiểu này mà còn gì nữa. Mà nếu mà cái này ở nhà đậu xe ở gara 12 giờ khuya nó cháy rất là nguy hiểm. Và mình theo mình biết á, cái cục pin này khi mà nó cháy á, khó mà dập tắt. Thứ hai nữa là cái khói của pin này rất là độc. Và gần đây cái vụ này mình nhớ lại VinFast năm ngoái, coi như là mới năm ngoái đây, ở cái showroom ở Germany, VinFast đem xe qua đó thì tự nhiên giữa trưa ở trong cái nắp xe có hút á, capo của chiếc xe nó phực lửa ha.
Và nó cháy ra tới cửa luôn, mà hên đây là cháy giữa ban ngày. Và cứu hỏa họ 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 dập tắt kịp. Không thôi là cháy nguyên cái tòa nhà này luôn. Đây là hồi tháng 3 năm 2023, tức là chỉ có mới đây hơn một năm đây. Đây là cái showroom ở bên Đức, Germany ha. Năm ngoái thì VinFast, cái showroom của VinFast cũng bị cháy một lần. Đây là nước ngoài ha. Nếu mà Việt Nam mà bị cháy thì mình không biết. Dĩ nhiên là báo chí chắc không có đăng rồi. Mà ai đăng là có thể là công an tới nó khỏi cửa ha. Cũng như là gần đây mình thấy hai cái bạn gì đó bị công an mời lên lên phường á. Và có người ở lại phường bị tra tấn tới đến 36 tiếng luôn. Ok, đó là cái tin Trung Cộng và Việt Cộng nó hơi giống giống nhau. Và để mình cho một cái thí dụ truyền thông ở trong nước và ở ngoài nước. Và gần đây mấy bạn nào mà đọc báo nước ngoài cũng đều biết là một cái vụ tai nạn ở thành phố Pleasanton, tiểu bang California. Một cái gia đình lái chiếc xe trên chiếc xe VinFast gặp tai nạn, xe đụng vào cây và bốc nổ cháy. Làm thiệt nạn 4 người trong gia đình đó ha. Và báo bên đây dĩ nhiên rồi, ai mà đọc báo đây là đều biết, nhưng mà theo mình biết á, bên Việt Nam chưa đăng cái tin này. Và dĩ nhiên tai nạn nghiêm trọng như vậy, cảnh sát địa phương họ sẽ điều tra. Và vì cái sự nghiêm trọng như thế này, mới từng rồi đây cái cơ quan liên bang sự an toàn của giao thông á, vừa nhảy vào và họ sẽ điều tra ha. Khi mà họ điều tra rồi á, đây là vấn đề nghiêm trọng. Vậy á, mà báo chí Việt Nam chưa thấy cái báo nào đăng hết, 700-800 tờ báo giấy báo mạng gì chưa thấy gì hết. Ok, đó là mình cho cái thí dụ tại sao mà mình nói là báo đảng bưng bít thông tin, kiểm duyệt thông tin ha. Và mấy bạn mà nếu mà muốn biết sự thật thì mình nên đọc báo nước ngoài, trong ngoài luôn, để mình biết rộng rõ ha sự thật. Ok, xin cảm ơn mấy bạn đã theo dõi video này.